Rồi 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 chú ạ. Đấy. Chất liệu là inox này, nồi inox này, trục cốt inox này, mặt sàn này. Đấy. Máy xe bánh dày này, công nghiệp này, tầm 300 đến 500 cân một giờ này. Đấy. Nồi inox này, nồi đấy có thể tháo ra mình vệ sinh này, tùy nhấc này. Đấy. Rắc ra không vệ sinh rất là dễ dàng nhá. Đấy. Đấy. Kích thước để nguyên liệu là chiều ngang là 60 phân. Chiều ngang là 40 phân, 40 60 nhá. 40 60. Còn hộc bên trong cho ăn nó là 20 20. 20 20. Đấy. Máy là điện đây mình đang lắp điện một pha nhá. Điện một pha. Đấy. Đây là 86, cao là 8, máy là tổng thể là 86 phân này. Chiều sâu ngang là 80 phân. 78 là 80 phân. Ngang đó là 46 phân. Chục cốt inox, mặt sàn inox, máy chốt cốt inox 3 từ hết nhá. Đấy. Các bạn mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0934468222, 0904432211, 146 Nguyễn Trãi, 79 Hồng Phong, website sửa máy điện thoại com. Số này có dùng Zalo này các bạn này, cho mình các bạn ăn Zalo đấy. Đấy, không dùng. Đấy, chạy. Ngoài ra máy này nó đặt. Em đây ạ. Vâng, mình ra thẳng con 79 Hồng Phong rồi.